Ban đầu thì theo tôi nhá, theo ý kiến của tôi nhá, cái thìa này là một món đồ không nên lấy đầu game, bởi vì nó chưa cho ngay lập tức ra tác dụng. Các ông, thứ nhất là các ông rất khó tìm cái thìa hai, kể cả là tìm thìa hai sớm nó cũng không có tác dụng. Vì sao? Ở những cấp độ đầu tiên thì tiền để up cấp rất rẻ, tức là để thêm một slot thì các ông không tốn nhiều tiền lắm mà vẫn có thể lên được một slot. Nhưng trong khi đó thì các ông phải tốn đến hai cái thìa vàng. Cái thìa đấy thì nó có vẻ mạnh về mid game với late game hơn. Thế nên ấy, ban đầu ấy, tôi khuyên thật các ông là các ông cứ nên lấy đồ cho Dam. Nên lấy đồ cho Dam. Hoặc là những cái con co trong cái đội hình ấy. Thì cái đồ Dam, cái đồ Dam tôi thích nhất thì vẫn là cung gỗ. Dễ chơi, dễ trúng thưởng nhất. Tôi biết là để thêm hệ sau, nhưng các bạn không hiểu ý của tôi à? Nếu như các bạn cầm một cái thìa vàng quá sớm theo kiểu đi chợ như vậy, nó bị phí mất cái cơ hội. Anh em hiểu cái chi phí cơ hội không? Ở trong thương mại nó có một cái khái niệm là chi phí cơ hội ấy. Tôi không nói là cái thìa vàng nó không có tác dụng, nhưng ngay đầu game nó không có tác dụng. Nếu như bạn cầm một cái cung này, bạn vứt cho con AD hoặc là vứt cho một cái con mà co của bạn, nó có nhiều tác dụng hơn là một cái thìa vàng mà các bạn cứ để không ở đây, đúng không? Nó không có tác dụng gì cả. Thế nên là đầu game thì vẫn nên lấy đồ đam trước. Này, ván này mà thắng là bán con này đi là tròn tiền này. Đấy. Thắng là được cộng thêm một tiền nữa là đỏ. Thằng này toàn cộng một thắng rồi, thắng chắc luôn, không có nói nhiều. Ô thế mà lại thua này. Thua không? Không thua được, Chitana còn được bắn là còn chơi. Nó chặn mẹ hết đam rồi. Con lợn này. Đấy, 10 tiền được một cục này. Nó được tăng cái interest cộng 1 rồi. Tristana mà bắt cái này là về là ghép được cái ma vũ song kiếm này, cái giáp này. Nếu như nhớ không nhầm thì là cái ma vũ song kiếm. Chắc là tôi sẽ bắt nó về tôi ghép con chi hai ở mẹ cái thằng kia. Thằng này gà vãi lìn, chắc chắn nó định bắt cái thìa này. Thằng dâu dâu ca ve này nó định bắt cái thìa nhưng mà nó đi nhầm con chít của mình. Mẹ lợn nhựa này. Rồi rồi, tôi sẽ lấy con Garen về. Về ghép kiếm BF. Về kiếm BF là thành cái vô cực kiếm. Má cái thằng kia nó đi nhầm một con cheat của mình. Ô, cũng được không sao. Bình thường thôi. Đâu, cái con vừa mới mua đâu rồi? Ơ lag à? Ơ con tướng nó vừa mua đâu rồi? Đây này, bug game này. Đây là bug game này. À nó ghép luôn thằng lên Garen 2 á. Nhưng đồ đâu? Nếu mà đây là Garen 2 thì đồ tôi đâu? Cái kiếm BF đâu? Đấy, mất mẹ kiếm BF đây này. Nếu là lỗi hiển thị đấy nhá. What the fuck? Ông nào trả tôi kiếm BF đây? Cạc đêm. Holy shit. Ô hay thật. Shit. Cái con cheat này là cầm từ trước rồi. Cái con cheat này là cầm từ trước rồi. Tôi tung đồ vào người nó tôi biết mà. Đậu xanh rau muống. Ô hay thật. Đây nhá, tôi đề nghị các ông Riot Game mà đền ngay tôi cái kiếm BF nhá, không vui đâu. Thì mẹ bây giờ mà cheat của tôi mà có mẹ vô cực kiếm nó khác, cheat không cầm vô cực kiếm lắm nhá. Mất cả quân cờ lẫn cả cái đồ. À nó tự up lên 2 rồi mất đồ à, như vậy là cái tức là cái game mà nó vận hành như thế gì chứ không phải là bug game cái gì. À ok. Khổ quá, mấy ông bị lậm con Raven quá. Con Raven mà nó đứng một mình nó cũng không ra cái thể thống gì đâu. Nó phải đứng kèm với cả cái bộ của nó thì nó mới khỏe chứ, tự dưng con Raven lạc quẻ bé chui ra giữa một cái đàn mà chả liên quan thì nó thành cái loại gì. Đừng bị lậm quá. Hãy làm một người chơi tỉnh táo tàu. Thú thật nhá. Thú thật bộ Phantom không khỏe. Thú thật là bộ Phantom không khỏe. Đối phương bị một con trừ về 100 à, trừ 100 máu một con không khỏe. Nhiều khi chính cái con đấy được cover ngay sau đó, không khỏe không khỏe. Tôi sẽ không cần. Tôi sẽ không cần phải lượt thượt làm cái gì cả. Tôi sẽ để tiền lên cấp. Khi mà lên cấp tôi vứt con Garen này ra, tôi sẽ vứt thêm hai con này vào.
hai con này vào là tôi sẽ được bốn bốn con Gunslinger khá khỏe. Nhịn nhịn thêm một vài round nữa để tiền lên cấp. Xây bắn tỏa em ơi, cuồng cung Runen em ơi. Anh cứ gọi là cuồng cung Runen, nó lại nần em ạ, à. Ngon quá. Rồi ok chưa? Được chưa? Các ông nói gì về con Chitana của tôi đi. Bây giờ thì phải kiếm cái gì? Có vẻ như đây là một trong những round đi chợ cuối cùng rồi này. Chitana thì thừa đồ quá nhỉ. Chắc là lấy con kiếm BF này. Bởi vì sao các bạn biết tôi không lấy con Chitana này không? Con Chitana là full đồ rồi. Bây giờ lấy con này có cái kiếm BF tôi sẽ bán đi, tôi cho vào cái con Midfortune nó có tác dụng hơn. Biết là khi mà lấy một con Chitana về thì nó gần với con Chitana 3 hơn, nhưng mà nó cũng nghe chừng là không ăn thua. Đấy, tôi sẽ để cho con này. Tôi đã phải cố tình xếp sang bên này cho Assassin nó không được nhảy đấy. Tôi phải xếp sang bên này để cho Assassin nó không được nhảy, bởi vì tôi biết là có một thằng chơi Assassin. Bởi vì nếu như nhá, bạn để đội hình bên này này, nếu bạn để đội hình bên này thì cái dàn tanh ở đây nhá, nó sẽ nhảy lên một bước. Bọn nó xếp ở bên này, tôi xếp ở bên này, thì cái dàn tanh của tôi đây nó sẽ nhảy lên một bước và nó sẽ để hỏng, nó sẽ để hỏng một cái đoạn giữa dàn tanh và cái đan sau. Đó là lý do vì sao tôi phải xếp. Đó là lý do vì sao tôi phải xếp đội hình ra bên này là vì thế. Đó. Đó là lý do vì sao tôi phải xếp đội hình ra bên này, bởi vì ngay lập tức cái dàn tanh tôi gặp luôn cái đội bên nó ở đây. Đấy, nó sẽ không có những cái sự gọi là nhảy nhót của cái bọn Assassin nữa. Nói chung là xếp sang bên này là hoàn toàn có ý đồ nhá, chứ không phải là thích là xếp đâu. Tầm này tôi cũng không muốn lên cấp nữa, tôi muốn lên 3 sao hơn. Đây này, nhìn này. Này, thằng này cũng khôn, bắt đầu xếp lại rồi này. Nó xếp tụt cái dàn của nó xuống. Đấy, nhưng mà nói chung là Assassin của nó vẫn không tiếp cận được con đam chính của tôi. Mà không tiếp cận được đam chính thì bọn này đánh trừ khi là rất là đỏ. Trừ khi rất là đỏ và crit liên tục thì mới thắng được tôi, chứ còn không bao giờ thắng được tôi. What the hell giạt. Cái con quần què nó vừa làm cái gì đấy? À nó có choáng. Thì mẹ tự dưng thấy cả team đứng đần hết cả mặt ra. Sao mấy thằng kia không xếp ngược lại thì đấy, đấy là việc của chúng nó. Chúng nó không check đội hình của tôi, nó không xếp ngược lại thì thế thôi. Đấy là do cách chơi của mỗi người thôi các bạn ơi. Nếu như nó check đội hình của tôi xếp sáp la cà ở bên này thì nó khôn, thì nó phải xếp ngược sang bên này thì nó sẽ chống được cái thế gọi là giữ được xạ thủ của tôi ở trong. Nó do đánh sai thì phải chịu thôi. À thằng này khôn, chết mẹ mày luôn đi, để Kinvet đứng đầu để tanh. Để Kinvet đứng đầu thì bị chúng nó bắn vào thì sẽ tăng mana nhanh để bật cái vùng cứu sinh để tanh. Ôi nhưng mà khôn như mày quê tao đầy. Không có đâu em ạ. À. Không có cái mùa xuân này đâu. Bye bye. Bye bye. Cũng không hiểu cái cơ chế là gì thế này. Có game thì nó nhảy mà có game thì nó không nhảy. Chưa biết thế nào. Đấy, như game không nhảy là mình lại thắng. Đấy, như game không nhảy thì mình lại thắng. Còn game nào mà bị nhảy lên thì mình lại thua. Bán đến dồn hết tiền mua chỉ hai con này thôi. Có thì tốt, không có thì nhịn, phải chấp nhận. Đây rồi. Đấy. Rồi, hết tiền. Hết tiền, hết trách nhiệm. Đủ rồi, cái này đủ chơi rồi. Thế là không nên up level vội, mẹ không nên up level vội, thất vứt thêm con tanh mà nó đánh thì bung người đấy, không nên vứt vào, không nên up level vào vội. Tôi cảm nhận đây là tôi đầu tư 60.000 tiền. Để tôi up 60 vàng để up level là chuẩn. Nó là chuẩn chỉ. Không có gì mà phải tiếc lưới cả. Rồi đây, end game.
Nào, thấy chưa? Có game nó bị nhảy lên đây này. Bọn kia cũng xếp lại đội hình một chút xíu rồi. Ôi ôi, cái bão đạn kìa, chán đời không? Chém, đừng crit, đừng crit, đừng crit, đừng crit, tuổi lên. Xí. Xí. Hơ. Bình thường thôi, dăm ba con dịn này, tôi nói thật với các bạn chứ còn. Cái tầm mà tôi đã chịu ngồi tôi tính rồi thì nó tất cả trong này này, nó tất cả ở trong này này. Khổ quá.